20. Rồi, thời hạn kết thúc 75. Thời hạn đóng phí mà cuối cùng à? 65. Kết thúc đóng phí tuổi kết thúc 65 sau 15. Rồi. Rồi, vậy thì giờ quyền lợi của An Lộc. Đang ngồi đang nhớ bài là mình chồng. Thứ nhất là quyền lợi gì nữa? Mắc bệnh hiểm nghèo. Thứ nhất là quyền lợi bệnh hiểm nghèo. Rồi, khi mắc bệnh hiểm nghèo thì mình được cái gì các chị? 100% số tiền bảo hiểm. Miễn phí rồi còn lại đâu mà cộng. Cộng miễn phí. Miễn phí còn bọn đồng. Miễn phí còn lại. Miễn phí còn miễn phí còn còn lại rồi. Trong hợp đồng. Rồi gì nữa? Có quyền lợi đáo hạn không? Có 100% mà hả? Quyền lợi đáo hạn không? Hả? Lãi. Không có. Cái đó là không đánh mất lãi cho lên hồ. Còn đây mình đang nói là quyền lợi bệnh hiểm nghèo không hả? Thì tổng cộng là được bao nhiêu phần trăm? 100%. Quyền lợi bệnh hiểm nghèo tổng cộng đó là 200%. Nó chia ra cái thứ nhất là một là bệnh hiểm nghèo lần một. Tổng cộng là 200% thì nói chung chia ra cô giáo quên bài không ai nhắc chưa. Rồi quyền lợi bệnh hiểm nghèo thì có là bệnh hiểm nghèo lần một á, biết thầy hiểm nghèo lần một thì mình sẽ nhận là 100% gì ạ? Số tiền bảo hiểm còn bao nhiêu phần trăm lãi? Không có lãi. Sau đó làm giao hợp đồng chưa? Chưa. Còn được cái gì nữa? Bệnh nghèo lần hai mình nhận được cái gì? Số tiền bảo hiểm. Rồi, ngoài ra còn cái quyền lợi khuyến mãi là gì? Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu. Đúng chưa? Một điều muốn nhắc lại hỏi các anh chị, khi mắc bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất là mình được miễn đóng phí đúng không? Rồi vậy mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu, khi mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu có được miễn đóng phí không? Trả lời nghe nó nhẹ nhàng dễ thương quá, thương nghe đóng phí dùm cho khách hàng. Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu đó là mình suy nghĩ như vậy nè, các nhớ ai sẽ dễ nhớ. Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu là một hình thức khuyến mãi của công ty tặng thêm cho khách hàng nha. Thì như vậy là gì, nhận bao nhiêu? 20% số tiền bảo hiểm và tối đa là 40%, 100 triệu, không là quá 100 triệu, thấy không? Tối đa là 400 triệu. Vậy thì nếu như khách hàng mua 500 triệu thì mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu người ta nhận được bao nhiêu? 100 triệu. 100 triệu. Rồi nếu người ta mua 700 triệu thì cũng là 100 triệu luôn, nhớ nha các chị. Rồi 20% số tiền bảo hiểm và bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu có gồm bao nhiêu loại bệnh? Thứ nhất là tim mạch, thứ hai là ung thư. Thì giờ đó ông có nhớ nổi nhanh nha, mà già lắm trời ơi. Cười ra đi, giãn hết chuyện mày ra được câu mày lại rồi. Thứ nhất là tim mạch, thứ hai là ung thư. Rồi, vậy thì tim mạch lúc nào thì mình sẽ được nhận tiền? Ngồi nói tư vấn mà lãng quảng nó nghe là người ta kiểm mình á.
khi nào